trước khi đi vào phần nội dung chính của khóa học đó là hướng dẫn các bạn thiết kế một website hoàn toàn miễn phí trên nền tảng wordpress.com thì uh, trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về wordpress là gì uh, phân biệt wordpress.com và wordpress.org thì mình có viết một bài blog đó ở trên picasia thì mình sẽ link cái bài này ở dưới video này thì thứ nhất wordpress là gì Uh, WordPress là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở cho phép bạn tạo và quản lý website một cách dễ dàng. Uh, thật ra thì định nghĩa này thì mình cũng tìm hiểu ở trên mạng thôi. chứ mình thì cũng không hay nhớ những cái vấn đề về lý thuyết này. Nhưng mà WordPress thì hiện tại đang chiếm lĩnh hơn 40% thị phần các trang web trên toàn cầu. Uh, mình cũng có so sánh WordPress so với các nền tảng khác thì uh, mình có so sánh với squarespace wix và joomla uh, drupal thì nói chung có rất nhiều lý do để hiện tại wordpress đứng đầu bởi vì chúng ta có thể tùy biến rất nhiều với wordpress chúng ta có thể dùng wordpress để thiết kế một cái trang landing page cho doanh nghiệp hay là cho uh, portfolio của các bạn và cũng có thể thiết kế một cái website thương mại điện tử và website Picasia thì như các bạn thấy mình cũng tự thiết kế hoàn toàn bằng WordPress thôi và website này thì mình tự thiết kế nhưng mà trước đó thì mình cũng có xin báo giá một vài đơn vị thiết kế web và có chỗ báo giá website với những cái tính năng như thế này nếu mà cốt bằng tay thì vào khoảng 500 triệu đồng À, trong khi mình tự thiết kế bằng WordPress thì nói chung là cái công của mình thì cũng cũng không tính được nhưng mà à, chi phí chi phí bỏ ra thì thấp hơn rất là nhiều lần à, và ngoài ra thì WordPress có một cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ và mình à, trong video này thì mình có muốn nói thêm một chút về sự khác biệt giữa wordpress.com và wordpress.org WordPress.com thì chúng ta cùng truy cập wordpress.com nhé thì đây là trang WordPress.com. Và đây là trang wordpress.org. Đây là wordpress.org. WordPress.com thì nó là một cái gọi là software as a service, tức là nó cung cấp một cái giải pháp lưu trữ web all in one. À, nó miễn phí cho những tính năng cơ bản nhưng bạn có thể lựa chọn nâng cấp để sử dụng các tính năng nâng cao hơn. Uh, WordPress.com thì phù hợp cho những người mới bắt đầu và WordPress.org thì đây là nơi bạn tải xuống phần mềm WordPress và cài đặt nó trên máy chủ web của riêng mình. Uh, nói đơn giản thì WordPress.org giống như bạn tự nấu món ăn ở nhà, bạn có thể tùy chỉnh, bạn có thể nấu ngon hơn nhà hàng nếu bạn đủ tài năng. Còn WordPress.com thì giống như là bạn đi ăn nhà hàng vậy, đơn giản, dễ hơn cũng nói chung là cũng hoàn toàn tùy vào cái cái nỗ lực và tài năng của bạn. Nếu bạn nấu ăn ngon thì bạn có thể nấu ăn ngon hơn nhà hàng. À, nhưng mà đi nhà hàng thì luôn luôn sẽ là tiện lợi hơn. Và trong cái khóa học này, trong cái khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn bạn thiết kế một cái website sử dụng công cụ là wordpress.com. Nếu như mà bạn chưa bao giờ thiết kế website bao giờ và đây là cái website, đầu tiên của bạn thì mình nghĩ wordpress.com là cái công cụ hoàn toàn phù hợp. Và với wordpress.com thì các bạn có thể thiết kế một website hoàn toàn miễn phí. Còn wordpress.org thì bạn có thể download uh, cái cái mã nguồn wordpress miễn phí, nhưng mà thường là các bạn sẽ phải mua host mua rồi là mua domain riêng nên là cũng không hiện tại theo mình biết thì cũng không có một cái lựa chọn nào để bạn thiết kế một cái website uh, sử dụng công cụ wordpress.org mà hoàn toàn miễn phí cả. Tất nhiên nếu mà các bạn muốn thiết kế một cái website với nhiều tính năng uh, phức tạp Độc đáo thì WordPress.org thì sẽ là cái lựa chọn phù hợp hơn Thì mình sẽ có một cái khóa uh, chuyên sâu về thiết kế website bằng WordPress Sử dụng công cụ WordPress.org uh, sau này Còn trong khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái website hoàn toàn miễn phí Hoàn toàn miễn phí sử dụng công cụ WordPress.com À, vậy là xong cái phần tìm hiểu về WordPress, so sánh WordPress.com và WordPress.org thì sang view tiếp theo thì chúng ta sẽ uh, có cái nhìn tổng quan về những gì chúng ta sẽ học và thực hành ở trong khóa học này.